tại mình đang có mặt ở cánh đồng Tân Công Xính nha các bạn. Ở đây bà con nông dân người ta bơm lên một cái cống như vậy nè các bạn, nó mới chảy vô trong. Nó không giống như ở bên mình thì khác. Quá trời góc bọng bự luôn anh bạn. Cái ống bọng này chắc hoành nó chắc hơn một thước rưỡi các bạn ơi. Quá trời cá nó phóng. Từ này cũng cá lớn. Bên kia xong đang cắt lúa các bạn. Hấp dẫn quá trời, nước lên. Ở đây người ta làm đê bao kiểu tập trung rồi. Thôi chào anh em các bạn.